Chỗ nhà hàng nó bán mắc lắm á. Cứ quay để nó giật cái điện thoại. Anh nói nhà nó không có. Thôi, đeo quá. Chỗ người ta đang là ôi. Cái như vậy Bình Châu cũng có ăn nhưng mà không có phải giống vậy khác nữa. Như đổi ở Vũng Tàu là người ta làm vỡ cá mai chúng tôi có thích không? Đúng rồi, cá mai, cá nhỏ nhỏ nhỏ. À, cá mai đúng không? Thôi em lấy nhào đầu quá là mẹ không biết đi tìm đâu á. Không biết tìm đâu luôn. Thiệt luôn á. Đứng tìm mấy lần rồi đó, Luna. Trời ơi, đã đứng tìm cái vụ mà nó đi mất tiêu á trời. Lúc em đi kiếm em là sợ nó trong thang máy chứ. Nghe có tiếng em bé kêu mà không biết đâu luôn. Lên tại lên tầng này cũng nước chấm của nó làm vừa ăn không. Cái lạc này mình thêm muối vô chứ giờ đâu có nước mắm đâu. Thêm đường, muối thêm ớt. Muối ớt đó đó. Mà nãy xào luôn. Ủa? Ở trên nó chi này dạng làm gọi cái. Ở trên nó chỉnh cho mấy anh nhậu rồi. Đó. Thì nước mắm thành có chất bột sẵn. Đó mình mua đó, mua sẵn đó. Thì mình trộn cũng được. Anh nói là không biết là người ta trộn có vừa ăn không. Anh chưa thử. Nước mắm đó mình là chua ngọt. Ngọt hả? Này tao tao anh thở dành chưa thở lên mỗi gia đình một phòng rồi. Cái này là vui lắm nè, mấy phòng là bao hết luôn á. Tao ăn này tao quen rồi, mình không biết có quen được mình bởi không vậy nè. Nếu mà dành nhau thì qua mấy phòng khác cũng được mà. Không biết mã đâu. Nhiều khi ăn mình đúng thiệt á, tại mình đối với mình chưa ăn cá rồi. Sống này kia vô. Nhiều cá sống mà ăn với cái này nè. Rồi mình ăn vô nó không có hợp, lạ bụng. Hết chanh rồi còn tắt rồi. Không, bao la. Chở ở trong cái tủ đó kìa, ở đây nè. Bả xù chanh của người ta luôn, chịu nổi chỉ ba trong cái tủ lạnh đó. Ở dưới kìa, Tiết hồi sáng làm nước chanh của Tiết biết. Nó chín quá đúng không? Nó chín nó bể cá nó chín rồi đó hả? Nó tái vô rồi nó chín. Nó bể cá. Ồ vậy đó. Ủa mình làm cái này là mình dắt chanh vô thôi. Cho nó tái. Em cũng nghĩ là dắt chanh hay cái gì đó. Nó tái chứ. Giống như mình ăn tôm sống với phụ tạng cá. Nó chín cá nó bể cá. Nó bể cá. Anh ơi. Rửa cái dao nha. Đặc sản đó. Đặc sản đó nha. Nhà trong đậu phộng này lát mình rưới lên luôn, đâm dập dập rưới lên. Mình bỏ trong nước mắm á. À bỏ trong nước mắm. Khác của mình ha, mình làm gỏi thì là bỏ lên trên nè. Rồi cuốn ra, cuốn ra rau 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 sống hồi nãy như bánh tráng với bún vậy thôi, trắng nước mắm nha. Thêm một ít rau nữa mình cắt mình trộn lên cho nó có màu mè nè. Rau thơm á Hiền. Dạ, rau thơm rau ăn với nó cho nó nhìn nó có màu nó xanh này kia nè. Ủa vậy là nãy anh chạy xuống chỗ của ông Hiếu luôn hả? Không, chạy ngược lên cái khúc mà khu mà mình đi ra có khu dân cư rồi á. À, nó có bán đồ nướng đó, kêu nó nướng đúng không? À. Chứ lên trên ông Hiếu cũng đi xa. Tầm số cây, đây mình ra đây tầm 2 cây. À. Không vậy, ta ở đây nó mới biết mình. Không biết đâu. Đi vòng vòng ở đây mình còn lạc. Vậy là xong rồi. Dạ.